Thầy muốn nói về cái lòng biết ơn của thầy cho những vị ân sư. When I first started cultivating, khi thầy bắt đầu muốn tu tu theo Phật giáo, for some reason, I've always tried since day one to look for a competent teacher. Ngay cái ngày đầu tiên hết, là việc đầu tiên thầy làm, thầy kiếm, muốn tìm một cái tâm sư, kiếm một cái vị thầy giỏi. Okay. I was prepared to go to study under any good teacher I could find. Not any good teacher, but the best teacher I could find who would take me. Thầy sẵn sàng đi bất cứ đến bất cứ nơi nào để mà tu học dưới một cái vị thầy giỏi nhất mà thầy có thể kiếm được, mà sẵn sàng dạy cho thầy. And I search and search, thầy mới kiếm. I searched for and I found many many good teachers. And thầy kiếm rất nhiều người thầy giỏi. And I learned a lot from these teachers throughout the years. So they học hỏi được rất nhiều từ những cái vị thầy này trong quá khứ. But the conditions were such that I took two teachers, two monks as my main teacher. Để cái duyên nó gửi cho thầy tới để mà tôn hai cái vị tăng làm thầy. One is Master Xuyên Hoa, the other is Master Mạng Giác. Một á, vị đồ thầy một ân sư là ngài Tiên Hóa, như quý vị đã biết, và một vị thứ nhì là ngài Mạng Giác. And most people, it's clear to most people why I would revere Master Xuyên Hoa. Thì đại đa số quý vị đều hiểu rõ ràng là tại sao thầy tôn sùng ngài Tiên Hóa làm thầy. But why would I? Why did I? Well, why do I still look at my Vietnamese master as my teacher? Như tại sao thầy lại nhận tôn sùng ngài Mạng Giác là làm ân sư? I'm grateful to my Vietnamese master Venerable Mạng Giác for all he's done for me. Tại vì thầy muốn thầy vẫn còn biết ơn những cái bài học, những lời dạy của ngài Mạng Giác khi mà thầy khi mình chấp nhận thầy làm đệ tử. It's not like I fell short of competent teachers. Không phải thầy thiếu người thầy giỏi. Among the many monks that I could have taken as teachers, rất có nhiều người vị tăng thầy có thể làm thầy. And yet I ended up with Master Mạng Giác. Để thầy cuối cùng vẫn về cái duyên với thầy Mạng Giác. And for a couple of reasons, I có vài cái lý do. And the number one is that he's the one who took me in when I had no place to go. Đó tại vì thầy Mạng Giác là vị tăng mà đã chấp nhận thầy vào chùa khi mà thầy không có chỗ mà ở. Okay. I was a novice monk. Thầy lúc đó làm sa di. I just left the RBA, mới bỏ Phạm Mực Thành đi. I had no master. I had no support. I have no temple. Hồi đó không có, đã mới bỏ Phạm Mực Thành đi, thì không có không có thầy, không có nơi nương tựa.
And he's one of the few teachers who accepted me. And đó, vì thầy Mận Giác là một trong vài một vài vị sư mà chấp nhận cho thầy để làm đệ tử. And so I first went there because of convenience. Thì ra cái duyên đó, nó đẩy thầy tới ngài Mận Giác là tại vì cái sự tiện nghi. Tại vì he's there and he's happened to be in the same city, close to my parents. Tại vì thầy ở Los Angeles, chùa thầy Los Angeles, thầy và ở gần cái thầy có cơ hội để gần với cha mẹ thầy hơn. Okay. And but later on, the more I stay with him, the more I realize how I learned about his kindness. Về ở với thầy Mận Giác thời gian mới thấy được xin lỗi mới thấy được cái lòng tốt của thầy của mình. He was so kind to me. Ngài rất là từ bi. He put me up in the room where his second room. Ngài thầy cho thầy Mận Giác cho thầy ở trong cái phòng mà lớn nhất của chùa, lớn cái nhì của chùa. It's the second largest room of the temple. And he says he brought me in there himself. Ngày đó ngày đầu tiên tới, thầy Mận Giác dẫn thầy vào trong phòng đó. He says, this is your room. Đây là cái phòng của con, ông cho con cái phòng. Okay. And I didn't realize back then it was twice the size of a typical room of the temple. Lúc đó thầy không biết là cái phòng đó nó bự gấp đôi cái phòng thường của cái chùa. Mà cái phòng thường của chùa nó từ từ nó nhỏ, nó hẹp lắm. Phòng thầy nó to gấp đôi. And then he showed me the room and he says, this is the room where I would go here and meditate away from my room, my quarters. When I'm not in my quarters, I go here and meditate in quietude. Thế nói, thầy Mận Giác thầy nói là để cái phòng mà ôn á, khi nào mà ôn mà muốn chỗ yên tĩnh, ôn tới cái phòng này để ôn ngồi ôn thiền. Okay. And later on, so I took the room, not thinking much of it. And later on, after I left, he gave the room to the next abbot of the temple. Sau khi thầy bỏ thầy Mận Giác và thầy đi rồi thì thầy Mận Giác thì cho cái ông phương trưởng tiếp theo của thừa kế phương trưởng của chùa đó ở cái phòng đó luôn. Okay. So see, he chose me to be the succeeding abbot already on day one. Thầy Mận Giác là ngay đầu tiên đó, là dự tính là cho thầy hưởng cái chùa đó. Okay. So he wanted, he had in mind already. Thầy chọn ngay lập tức ngày đầu. Mới vào là cho suy soạn cho thầy để mà thừa kế. And then a few months later, he would then and made the announcement. A few months later, I didn't know how to do ceremony. Vài tháng sau, mặc dù thầy không biết làm lễ gì hết, Master Mận Giác then says, I want to make an announcement today. I allow him to wear Chinese clothing because he looks good in Chinese clothing. Rồi vài tháng sau, thầy Niệm Mận Giác gọi tất cả chùa, tất cả người ở trong chùa đó lại, công bố nói là thầy cho phép cái ông Quảng Đức này là mặc áo đồ tàu, mặc áo tàu. Okay. Tại ông mặc áo tàu đẹp. He looks very, looks nice in Chinese clothing. And by the way, he'll be the ceremony master from now on. Rồi cho phép thầy đứng làm chủ lễ luôn đó. Đứng ngay giữa đó làm chủ lễ. So, you know, I don't know you understand the Vietnamese system. The ceremony master is number two in charge. Yeah. Thì đó thầy không biết luôn nữa là khi ngài công bố như vậy trong hệ thống người Việt Nam phải không biết cái gì có biết chuyện đó không, là cái người mà đứng chủ lễ là người thứ nhì sau phương trưởng thôi. Okay, so he made the announcement, công bố luôn.
And he bestowed so many honors on me, and I had no clue it was such an honor. Hồi đó thầy không biết luôn là cái đó là một cái vinh dự rất là lớn cho chùa. Okay. My Vietnamese master is pretty high ranking in the Vietnamese sangha. Thầy Mừng Giác là một vị tăng rất là cao hạ trong cái hệ thống Việt Nam. Hồi đó mà ông mà nổi xin hẹp một cái là hòa thượng nào cũng chạy hết. When he was lost his temper, all the senior hoshang ran for cover. Chửi hết, gặp ai là cũng chửi hết. Không có hòa thượng nào mà không khiếp ông. Hết. Okay. All the except for Nhất Hạnh. All the Vietnamese monks were lowering him in ranking. Thành ngoài ra thầy Nhất Hạnh thôi, đại đa số những cái vị hòa thượng khác đều là thấp hạ nhất, để thua ông đấy. Okay. So he nominated me to be second command. I said okay. Đó thầy tỉnh bơ, quay không hiểu cái ý nghĩa này thôi. And a few months later, I asked to leave. Rồi vài tháng sau thầy xin phép hòa thượng, thầy bỏ đi. So a lesson I learned from him, thành đại học cái bài học gì với thầy Mạng Giác? What did I learn? What did he teach me? Thầy dạy cái gì? Thầy Mạng Giác dạy thầy cái gì? Looking back, I feel so ashamed of myself. Thì nhìn lại, quay lại, nhìn lại quá khứ, thì thấy lòng rất là hổ thẹn. Because my Vietnamese master was so protective and loving of me. Hổ thẹn tại sao? Tại ông ân sư của mình đã nhận mình lúc mà mình không có chỗ nương tựa, đã nhận mình vào. Rồi đùm bọc cho mình, lo lắng cho mình. He took me in when I had nothing. He took care of me and planned to take care of my future as a monk, my career as a monk. And I had no gratitude whatsoever. Mặc dù như vậy, cái lòng thầy không biết ơn thế nào hết. Dễ sợ. Mà sẽ, what's the big deal? And yet, he continued to take care of me and to like me, even though I didn't show my appreciation. Mặc dù thầy không tỏ lòng biết ơn, không biết cái ân huệ nó lớn như vậy luôn nữa. Okay? Mà thầy Mạng Giác vẫn là đùm bọc, vẫn là lo lắng như thế. I went to Taiwan, he sent me a check of money to help me with my fees and expenses. Thầy qua Đài Loan, thầy Mạng Giác gửi cái check qua để giúp thầy tiền bạc để mà lo ăn học. Okay. And when I came back from Taiwan, khi thầy về Đài Loan, thầy trốn, thầy không về thăm. I came back from Taiwan to the U.S. 2 years later. I didn't come and pay him visit. I came and quickly pay visit eventually and say, I need your permission to stay with my temple so that I can meditate. Rồi thầy sau thầy mới lò mò tới thăm rất là vắng tắt. Rồi nói bạch sư phụ con trở về rồi. Con xin phép thầy cho con ở không ở ngoài chùa để mà con có thể ngồi luyện thiền. Okay. I never did anything for him. Thầy không có làm gì cho thầy Mạng Giác. Okay. So he taught me a lesson, a very important lesson. And number one, I'm grateful that he allowed me to become a monk. Quý vị biết không, cái ân huệ mà Mạng Giác mà cho phép thầy cái lon tỳ kheo này, this enabled me to start teaching. Tại nhờ thầy Mạng Giác cho phép thầy thọ tỳ kheo giới, thì thầy mấy ngày hôm nay mới có quyền đi dạy cái gì. Without that gift, I wouldn't be able to teach. Nếu không được thầy Mạng Giác mà cho lon làm tỳ kheo tổ chức cái giới đàn để mà cho thầy thọ tỳ kheo giới đó. Yeah. Because he organized the Dharma assembly, he invited the other senior monks to come so that he could confer upon me
the Bhikshuni precepts. Thế để mời các vị hòa thượng khác tới để mà để cho thầy hỏi giới tỳ kheo. After that, I was entitled to teach the Buddha Dharma. Khi mà cho phép thầy thọ thì ca giới như vậy, thầy bằng giác gián tiếp nói rằng là con có quyền dạy Phật pháp. Okay. Not only that, he says your responsibility is to transmit the Buddha Dharma. Không phải có quyền không, mà cái bổn trách nhiệm của mình khi mình thọ thì ca giới đó là phải dạy Phật pháp. Once you become fully ordained as a monk or a nun, your responsibility is to help transmit the Buddha Dharma. Okay, trách nhiệm rất là lớn đó. So he conferred upon me that right and that responsibility. Thầy cũng nhớ lấy cái duyên ngày trên ngày mạng giác đã cho phép thầy đi hành đạo hoằng pháp. Okay. Number two lesson is very important. Cái bài học thứ nhì mà thầy nhớ là the job of a teacher is to give. Bài học thứ nhì mà thầy học được là cái bổn phận của người ân sư đó là phải cho, phải bố thí. It's the dharma of giving. Phải cho học trò. You have to give to your students. Whether they appreciate or not, you still give. Mặc dù tụi nó không có biết ơn này nữa, mình vẫn cho nó như thường. I was totally unappreciative and lack gratitude for his kindness and generosity. Lúc thầy còn ở với thầy Mạng Giác đó, thầy Mạng Giác còn tài thế đó, thì ngài rất đối với thầy rất là từ bi, rất là rộng lượng. Mặc dù như vậy, cái lòng thầy nó không quan trọng ông thầy, không biết ơn ông thầy. And yet I lack adequate appreciation or respect for him. And yet he never reproached me. Mặc dù như vậy, ngài Mạng Giác không bao giờ mắng như thế, không bao giờ phiền về cái đứa học trò nó hư lố như vậy, nó tệ như vậy. He never renounced me as a student. Mặc dù như vậy, mà không có từ bỏ học trò. Okay. It's a student who leaves the master. The master does not leave the student. Thì học trò nó bỏ thầy, thầy không bỏ học trò. Okay. So the teacher's job is to give. Vậy cái việc của ông thầy đó là phải cho. He never asked anything from me. Ngài Mạng Giác không bao giờ hỏi thầy cái gì hết. It's no different from thầy Tiên Hóa, no different from Master Shen Hóa. He never asked anything of me. So this Vietnamese master, even though his kung fu is not very high, I still look upon him as a teacher because he taught me that so important lesson. He gave me a chance to be a teacher and he taught me, you know, what it takes to be a teacher. Thế mặc dù thầy Mạng Giác là người không có công phu cao, không có trí huệ xuất thế, công phu còn thấp lắm, nhưng đều thầy biết ơn những bài học rất là quan trọng. Bài học về làm người sư, bài học về làm người thầy. Okay. And that's what I remember from my late Vietnamese master. It is something that I did not see in the all the teachers, potential teachers of mine. Cái đó là cái mà thầy không thấy được nơi những cái vị thầy mà khác mà thầy có thể làm đầu quân. Okay. The others might be richer, might have more temples, might have more money. Những người thầy khác có thể có nhiều tiền hơn, có thể có nhiều Phật tử hơn, có thể nhiều chùa hơn.
nhưng đều họ không có được cái lòng thương vô điều kiện của cái thầy Mẫn Giác đã cho ban cho thầy. However, they never gave me the unconditional support and adoration that Master Mẫn Giác gave me. And that helped me eventually throughout the years understand that is if you take on a disciple, this is what you're supposed to do. Sometimes nhiều bài học đó thầy mới nhớ lại là khi mình nhận đệ tử rồi đó là cái bổn phận của ông thầy là phải lo cho đệ tử, lo cho học trò. Okay. The best your ability, once you accept a student, you try your best to take care of your students. Okay. All right. I also have the opportunity to learn from Master Shenghua disciples. So thầy cũng có cơ hội học hỏi từ những cái vị đệ tử của thầy Tiến Hóa. And you probably know that many of his disciples are accomplished cultivators. Như quý vị đã biết, rất nhiều đệ tử của ngài Tiến Hóa đó là công phu rất là cao. Okay. Among them, there's also the second patriarch. Trong đó có vị Nhị Tổ, which I had met many times. Thầy đã gặp rất nhiều lần. And I did not see that in all the world. I did not see Master Mẫn Giác's generosity and unconditional love, unconditional protection. Nhưng điều thầy chưa thấy được cái lòng vị tha, cái lòng rộng lượng của thầy Mẫn Giác ở nơi những cái vị mà cái áo tăng kia, công phu cao hơn kia. Okay. And that's why I never could accept Master Shenghua disciple as my teacher. Vì vậy, cái duyên đó, nó không cho phép thầy tôn những cái vị sư huynh của thầy làm thầy luôn. Mặc dù công phu họ cao hơn tất cả những vị sư mà thầy đã gặp. Even though the kung fu is much higher than most of the monks I met. Most of the monks. If not all the monks I met. Okay. So, the way of Buddhism is a way of virtue. Thành cái đường tu của đạo Phật chúng ta đó là đường tu của đạo đức, là con đường đạo đức. Okay. The kung fu is all in order for you to develop real virtue. Chúng ta tu công phu luyện công, niệm luyện thiền, niệm Phật để mà mở cái đạo đức, để mà phát triển cái đạo đức của chúng ta. It's in order to develop our virtue. Okay? It's never about being stronger or being better than someone else. Không phải để mình giỏi hơn người ta, võ công cao hơn người ta. Cái mục tiêu chính để phát triển cái đạo đức. The main idea of cultivation is develop, is become a more virtuous person. Trở thành con người có đạo đức hơn. It's not about having temple. Không phải để có chùa nó lớn hơn, chùa đẹp hơn. And so not about having a lot of disciples. Không phải để mà có nhiều đệ tử hơn. Not about having more money. Không phải để mà có nhiều tiền hơn. It's about becoming a more virtuous person, okay? Để mình trở thành người đạo đức hơn. So that you become a better girlfriend, you become a better wife. Để mà trở thành một cái người bạn gái dễ thương hơn, một người mẹ đáng kính hơn, okay? A more
generous father, một người cha rộng lượng hơn. Give, don't ask, chỉ cho thôi, đừng có đòi. That's virtue, mới gọi là có đạo đức. Don't be so petty. You give a little bit and say, you know, I want you now to do this for me. Bố thí tí xong đòi là ngay lập tức. Giống như đi mua shopping center. It's like going shopping on Thanksgiving, for Thanksgiving, for Christmas. I pay you, therefore you must give me something back in return. I give you money, I give you something. Cái sự trao chát. It's not that. Virtue is about taking a loss. Đạo đức là gì? Nói tóm tắt á, là mình chịu thiệt thôi. You take a loss in everything you do. Con người càng đạo đức chừng nào thì càng sẵn sàng chịu thiệt thòi, càng càng thường xuyên. I adore and revere my Vietnamese master because all he did with me is to take losses. I did nothing for him. And yet he never rejected me. Thầy tôn sùng Ngài Mạng Giác là tại vì Ngài đã bố thí cho Thầy, không bao giờ đòi gì đó, chỉ thiệt thòi từ đầu chí cuối. Đối với một người rất là vô ơn, towards someone who is totally ungrateful. Cái đó mới gọi là đạo đức. That is virtue. Okay? When you're like that, you never lose. Thế quý vị được như vậy, quý vị không bao giờ thiệt thòi. He's supposed to go to the hell. Mặc dù Ngài Mạng Giác đáng lý phải đọa xuống địa ngục. Like most monk sinners. Như đại đa số những vị tăng ni. Yeah, I know. You think that monks are so glorious or glamorous? Oh no, we're going to go, most of us will go to the hell. Quý vị cứ lầm tưởng rằng làm mấy thầy cô là vẻ vang, rất là sung sướng, dễ sợ. Không có đâu. Đại đa số những thầy cô đều đọa địa ngục hết. The more famous you are, the more chances you have to fall to the hell. Càng nổi tiếng như nào thì càng dễ đọa chừng đấy. Okay? The bigger your temple, the more chances for you to fall to the hell. Cái chùa càng lớn chừng nào thì quý vị càng có nhiều cơ hội để đọa xuống địa ngục chừng đấy. Now you know why our temple is so tiny and so few people come to the temple. Because I'm afraid of the hell. Bây giờ thầy, quý vị mới biết cái lý do tại sao cái chùa mình nó nhỏ nhỏ, xấu xấu, ít người tới. Tại thì rất là sợ đọa địa ngục. Okay? And I remember Master Shenghua's dharma is so profound, and yes, his disciples don't get it. Thầy vẫn nhớ rằng ngay lúc đầu thầy thấy rằng pháp Ngài Thượng Hoa rất là thâm sâu, mà đệ tử của Ngài vẫn chưa hiểu như vậy. For some reason, from day one, I saw immediately that his disciples don't get his dharma yet. That's why I said I need to find someone who understands the dharma. It's not it. It's not here. Lúc đó thầy biết ngay lúc đầu là thầy. Thầy không phục, cái tâm bất phục, không phục. Mặc dù công phu cao, mà even though the kung fu is much higher than mine, mình infinitely higher, đó công phu cao, dễ sợ. Thầy thu xa, không thể xa tiếp thò lò, nhưng đều công phục. But inside, deep down my heart, I don't respect that. I don't have no respect for them. Thầy không phục họ thế nào, không có thán phục, không có tòng phục. Okay. It's because for two reasons, they don't understand the substance of the dharma yet. Number two, they're not virtuous enough yet. Thành ra cái hai lý do tại sao thầy không phục. Thứ nhất, thầy cảm thấy họ vẫn chưa hiểu cái pháp của ân sư của mình, của thầy Tuyên Hóa. Thứ nhì, họ cái cư xử của họ vẫn thiếu cái đạo đức của một cái vị thầy. Their behavior lacks
the virtue of a teacher. Thiếu cái đạo đức của một cái vị thầy, thằng thầy ứng phục. You want to be my teacher, you have to be a virtuous teacher. Muốn làm thầy, phải có đạo đức mà làm thầy người ta được. Okay? It's not how strong you are, it's not how rich you are. Muốn làm thầy không phải là mình cần tiền, hoặc là mình cần mình có công phu võ công cao hơn người ta mà làm thầy người ta được. Không có đâu. Muốn thầy người ta là phải có đạo đức hơn người ta mới làm thầy được. That's my, in my book, you have to be more virtuous than I am. Okay? Before I take you as teacher. Quý vị phải có đạo đức hơn thầy thì mới công nhận làm thầy của thầy được. Okay? Có thể kể chuyện một cái ví dụ một cái chuyện nhỏ nhỏ cho quý vị thấy là hồi đó là mặc dầu không hiểu nhưng rất là lòng không phục. I give you a small example of why back there. Even though I didn't quite understand why, but deep down in my heart, I don't respect. I lack the respect. I went to Master Heng Shuo's temple in Berkeley Monastery. Thầy tới chùa, có duyên tới chùa Berkeley của thầy Hằng Thật đó, rất là thường xuyên. Very often, usually weekly. Hôm trước là mỗi tuần tới. Okay. And he first day I came, là người thiên thế, he said, I want you to come here, he says, and contribute to my temple. I want you to help me build the temple. Thầy Hằng Thật nói là ngày đầu tiên tới, thầy nói là thầy muốn chú tới đây thường xuyên, thầy muốn chú tới đây giúp thầy để mà hoằng Phật pháp, giúp thầy xây dựng cái chùa này lên. Okay? And I said okay, sure. Thầy nói đương nhiên là tao mà hoan nghênh như thầy rất là hạnh diện. And so I found out that morning, evening ceremonies they do differently from CTTB. Thì tới đó là thầy mới khám phá ra cái công phu khuya, cái công phu tối đó nó khác ở Vàng Phật Thân. He chose to do it the Hinayana way, đọc cái kinh tiểu thừa. So the ceremony in Pali, thành cái nghi lễ bằng tiếng Pali. Okay? And it sounds beautiful. Cái tiếng Pali rất là đẹp, rất là hay. It is sounds so beautiful. Very beautiful too. Just like a Chinese. Giống như tiếng Tàu. I would say it's not as good as a Chinese, but almost as good. Okay? Mà thấy hay là tại vì mặc dù chưa bằng hoàn toàn chưa bằng cái pháp người Tàu, nhưng đều nó rất là hay. And I like it. Okay? And then, but somehow in the back of my mind, I never wanted to learn it. I never wanted to memorize it. Mặc dù như vậy, mình thấy hay thiệt, nhưng đều tâm thầy không muốn học phương Lào. I refuse to memorize it or try to learn the tool. Unlike the Chinese system, mặc dù thầy thấy hay nhưng đều cái tâm thầy không chịu học mà không chịu học cái âm nhạc đó. I couldn't understand why back then. Okay. Lúc đó thầy không hiểu tại sao. Later on, after 10 years later, I realized why. 10 năm sau thầy mới hiểu tại sao. What do you think? Quý vị nghĩ tại sao nhỉ? Thưa con, tại sao thầy con hiểu thế? Precisely. Cái là pháp tiểu thừa. Thì trồng cái nhân của tiểu thừa. All you do is plant the seeds. The Hinayana seeds. That's what you do. You purify your roots the Hinayana way. Cái vị đang tự thanh tịnh hóa cái tâm, thanh tâm này với cái pháp của tiểu thừa. Okay. That's all you got. Chỉ chừng đó thôi. Tại sao từ một cái pháp người Hoa là pháp đại thừa mà đi ngược lại về pháp tiểu thừa làm gì? Why would you go from the Mahayana Dharma of your teacher, the Chinese teacher, back to Hinayana Dharma?
Tại sao lại chọn đi từ một cái pháp đại thừa tức ngược lại cái pháp tiểu thừa kỳ cục dữ? It's 2 hours out of your life. Bỏ 2 tiếng cuộc đời, 2 tiếng đồng hồ trong cuộc đời của mình để mà trồng cái nhân tiểu thừa. Huh? That's it. What's the matter with you? Yes, it's special. Yes, it sounds good. Yes, it's beautiful. It's very adorned. But is it really that beneficial? Mặc dù đó những cái âm nhạc rất là hay, làm lễ săn thích thú đó, cũng sung sướng đó. Nhưng đều đó. Mình đi làm để về âm nhạc thôi hả? Làm cái để nghi lễ thôi hả? Có nghĩa là vẫn chưa hiểu cái thể của cái pháp. It means that you have not grasped the substance of the ceremony yet. You only looking at the ceremony marks. Là cái này là chạy theo cái nghi thức mà không chạy theo cái thể thức. That's why I couldn't understand. That's why I have no interest in learning. Mặc dù thích hay nhưng thể mình cũng học. Whereas the Chinese system, mặc dù ngược lại cái pháp tàu, unlike many of you, okay, I memorize it naturally. Cái tâm thầy là muốn học thuộc lòng ngay lập tức. Whereas in contrast to the Chinese ceremonial liturgy, okay, I memorize it. I merely memorize it naturally, without any effort. You don't have to tell me. I memorize it. Whereas my students now, they still, after years of things, they still don't memorize it. After years of doing it, they still don't understand why we do certain things. Bởi bây giờ học trò của thầy bây giờ, mặc dù bao nhiêu năm là theo thầy rồi á, làm là ở chùa làm lễ rồi, vẫn chưa học thuộc lòng, vẫn chưa hiểu tại sao mình làm cái phương pháp như vậy, tại sao mình làm như vậy. Thì cái duyên nó lạ nhớ sợ lắm. Mình có duyên rồi mình không chấp nhận cái nhân cái hạt nó thấp hơn mình chấp nhận. You see, if you plan the proper, you have the proper affinity, you cannot accept low quality seeds anymore. Yes. Questions, comments. Chúng tôi biết cái ân huệ mà ông thầy ông cho mình một cái duyên để mà học cái pháp như vậy, nó lớn không thể tưởng tượng được. That's why I came to realize how big it was. A gift was from Master Shen Huang. He gave me the standards of the Dharma. Ngài Thiên Hóa cho thầy một cái tiêu chuẩn của cái đại pháp là cái gì. Mình thấy rồi, mình không thể chấp nhận gì thấp hơn nữa. Once I see the standards of the great Dharma, I cannot accept anything lower than that from anyone. It has the same, has the same standards, the same substance, and the same virtue level. Tất cả sau này pháp thầy phải chấp nhận được là chỉ phải cùng cái tiêu chuẩn của cái thể của nó và cùng cái tiêu chuẩn của cái đạo đức của cái pháp đó thầy mới chấp nhận được. That makes me so grateful the rest of my life. Bây giờ thầy mới biết ơn cái ân huệ đó, đó nó đổi cuộc đời thì it changed my life. It made me, helped me commit to change, improve myself. Và nhờ như vậy, thầy mới quyết định là muốn tự sửa đổi cái sai lầm của mình và muốn tiến bộ thành con người tốt hơn. I want to become a better person. That's what I'm teaching you. It's about trying to improve ourselves. Cái tinh thần mình là vậy đó, tinh thần tu hành của mình là mình cố gắng tiến bộ. Okay. To improve yourself means tiến bộ nghĩa là sao? You improve yourself meaning that you improve your health. Tiến bộ nó rất là thực tế là khi sức khỏe mình nó tiến bộ. Agree or disagree? The more you cultivate, the more you improve your skills, the healthier you become. No two ways about it. Cái gì muốn
nói quanh co vô ích. Sự thật ra là quý vị tiến bộ có nghĩa là cái sức khỏe cái gì nó được tăng trưởng. That's what improvement. The first thing that happened. Việc đầu tiên hết đó là sức khỏe mình nó tăng trưởng. Right? Kim đi. If you don't, then you can't. You can't become a better person. Không, sức khỏe mà không tiến bộ, không gia tăng thì làm sao mình trở thành con người tốt hơn được? You have a base. Cái cơ thể mình á là cái căn cứ của mình. Mình tiến bộ, all you talk about improvement is up here in the brain, then you neglecting your base. Nếu quý vị tiến bộ theo cái người thế gian pháp, like what Ian is teaching his students is improvement. I need you to be smarter, right? I need you to know more. You are focusing on the brain. What about the body? See, it's not balanced. Nếu như cái thế gian pháp á, là học để mà tăng trưởng cái tri kiến của mình, cái tri thức của mình, thì cái đó là phát triển cái óc, nhưng đều lơ là cái cơ thể mình, thì như vậy nó thiếu thăng bằng, để khó mà tiến bộ lâu dài. It's very difficult to improve in the long haul. So he says, Vietnamese, according to the Eastern medicine, the five organs are interrelated. So the brains, the lungs, the stomach, the intestines are all interconnected. You cannot improve one without improving the other. Okay, so. So you improve yourself, and the basis of that healthy body, thành mình tiến bộ là mình khiến mình trở thành người tốt hơn. Cái căn cơ mình á is about your heart, your brain. You become more virtuous person. The basis of virtue of your health is virtue. Cuối cùng cái từ từ quý vị sẽ hiểu rằng càng tu càng lâu quý vị càng tiến bộ càng cao lên, quý vị càng thấy rằng cái sức khỏe của cơ thể mình á nó dựa trên sức khỏe của tinh thần của quý vị. A healthy body is the result of a healthy mind, not vice versa. Cái tâm nó lành mạnh thì thân mới lành mạnh. Cái thân mà lành mạnh chưa chắc cái tâm nó lành mạnh. That's what I learned from the Dharma. Cái pháp tu thấy mình mới thấy được như vậy. Cái thân cái vị nó bình hoàng tại cái tâm cái vị nó bình hoàng. In other words, let me reiterate it for you. The reason your body is sick is because your mind is sick. I don't know what my mind is sick with today, but you know, it seems like my body has a flu. So, you know, mỗi lần mình bình là tại cái tâm mình đó, nó bị bình, mình mới bình được. Okay, it's that simple. So, the improvement you see from your body, thành ra nói cái khác, cái vì thấy cái cơ thể mình khỏe ra. It's only the end result because of your mind is healthier. It's less greedy, less angry, and less stupid. Thành cái vị thấy cái thân mình ngày hôm nay mà nó khỏe hơn, nó bớt đau đớn hơn là tại vì cái tâm cái vị đó, nó bớt than, nó bớt sân, nó bớt si. Agree or disagree? Đồng ý không Kim Điền? Ngồi im thiên thí, không nhắm nhúc nhích luôn nữa. Kim Điền is not moving. It isn't their move anymore. Mm.
So it's very hard for the physicians and medical researchers to put a finger on this, but your mind creates affects the functioning of the body. Okay. Khi các vị bác sĩ với là nghiên cứu về y khoa đó, họ khó mà thấy được cái này. Cái tâm quý vị nó ảnh hưởng rất là lớn lao tới cái sự sinh hoạt trong cơ thể của quý vị. It affects it through the hormones, through a lot of things. Có qua những cái hormone, có qua những cái đủ rất nhiều cái yếu tố khác nhau. Mà khoa học gia nó chưa thấy rồi. They'll never be able to see it all. Không bao giờ thấy được hết. Okay? Họ không thấy được bởi vì mình mới chết được. If they see everything, then we won't die. We cannot die. Họ không thấy bởi mình mới chết. Họ thấy được là có cách để cứu trị ngay. If they can see the reason, then they can find a way to neutralize it. Is what you cannot see that eventually will kill you. Cái quý vị không thấy mà là giết quý vị được. Okay? All right, questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Okay. So, I'm not saying this in order to, it came from the bottom of my heart. Thầy nói, tóm tắt thầy nói, thiệt sự thầy tôn sùng ngày Mạng Giác, thầy Mạng Giác làm ân sư như vậy. Thì có những cái bài học nó quan trọng quá. Mà thầy Mạng Giác dạy thầy mà thầy không thầy phải cần tri ân. So my Vietnamese master taught me very important lesson that I'm still grateful for today. That's why I still consider him to be my teacher. And thầy vẫn coi ngài là ân sư như thế. Okay. All right. So why don't we take a break? Next week is our Thanksgiving. Annual Thanksgiving luncheon. Chủ nhật tuần sau, cung thỉnh quý vị tới dùng trưa ăn Thanksgiving sớm một tuần. Okay. And Chef Vicky and John will be cooking for you. Hai bà chef Vicky và Chef John sẽ nấu cho quý vị ăn. We expect nothing than a spectacular luncheon. Đương nhiên đồ ăn sẽ tuyệt vời, nếu không chúng ta sẽ rất thất vọng. I read last night something like tofurkey. I don't know if you're gonna have that. Thầy không biết tuần sau có cái turkey bằng tofu không? Has been around for 20 years. Did you realize it? Really? It's terrible? No, Vicky disapproves. So Vicky cái đồ nó dở lắm. It's going to be much better than that, she says. Of course, then we look forward to a wonderful, wonderful luncheon. Nếu như vậy là cô này đã được bị thức thắc rồi, sẽ nấu ăn rất là ngon. Okay, so please all come, bring your friends, your family, mời quý vị, mời bạn bè, gia đình tới, dùng cơ chung cho vui. Okay. All right. We begin at 11 next Sunday or something. 11 giờ trưa sẽ bắt đầu dùng trưa. Khoảng chừng trước 11 giờ. Okay. Anything else I'm missing? Còn gì nữa không? After that, in two weeks we'll be broadcasting back from hopefully from Fremont. Rồi hai tuần nữa, cái cuối tuần đó vẫn mở chùa, the temple is still open, you can come and do the Great Compassion Repentance. Mời quý vị tới tham dự cái đại bi sám, and then we'll be speaking Dharma from Fremont. Rồi chúng thầy sẽ nói pháp từ Fremont. Hopefully you'll be able to see it on the screen. Hy vọng sẽ quý vị sẽ nhận được. Okay. So you still can come to the temple. We're not abandoning you. Mời quý vị tiếp tục tới chùa như thường lệ. Đừng có bỏ.
đừng nghĩ là thầy bỏ bê cái gì. Ok, that applies for you too, Kim Điền. And next Sunday afternoon, I guess we'll be on our way back. So therefore, there will be no lecture. Tuần chủ nhật tuần sau, ngày chúng tôi sẽ bắt đầu lái xe về từ Fremont, chắc sẽ không có giảng kinh tâm kinh. Okay. So this Sunday afternoon is the so next Sunday afternoon you can go shopping, get an early start on the Christmas shopping. And chủ nhật tuần sau quý vị có cơ hội để mà đi mua quà. Ian is so excited. Oh yes, yes. Okay. All right. Anything else we're missing? Thế thấy, okay, then we stop here today. Thì tôi sẽ ngừng ở đây. Yeah. Tôi sẽ 5-minute break, and we do the lunch ceremony. Nghỉ 5 phút, xong rồi chúng ta cúng ngọn.